bạn khoảng 5 phút thì cái bẩn ở trong bạn nó sẽ ra hết ạ. Và sáng hoặc tối thì thứ nhất là cái da bạn nó sẽ căng hơn, thứ hai nữa là cái mặt nó sạch. Sau đó thì mình sẽ dùng cái bàn trải tiền này. Giảm béo thì mình phải xoay tròn. Xoay tròn thế này nó sẽ có tác dụng là đẩy sâu và làm tan. Chiều nào cũng chanh vừa dừa gặp vừa dừa. Thanh cố để xoay để làm đẹp. Nếu như trường hợp mà ăn mà bị mụn thì lại dùng bằng cái nước muối mà mình xông hơi lên ý, thì nó cũng đẩy 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 sạch cái mặt và mụn nó cũng đỡ đi ạ. Cái này thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng thôi và mình tránh có thể là dùng tránh. Còn nếu như ai mà rồi mà bị mụn đi thì dùng cái sâm nước gừng sâm quanh cái chân mụn, sau đó là ấn vào giữa nữa, nó cái mụn nó sẽ giảm đi. Như em bị hôm đầu tiên là đi học về bị mụn, thế là buổi chiều hôm đấy về thì mụn nó to quá, thế là dùng cái sâm nước gừng sâm sâm xung quanh, sau ấn cái bộ có lúc này cũng mày mò thôi, thế là ấn cái bộ mụn, thế là hôm sau là cái mụn nó tịt tịt luôn. Cái sâm nước gừng đấy ạ, em rất là nhiều đồ. Đây cái sâm nước gừng này rất là tốt và hầu như là có như là mỗi người ai cũng nên mua. Tại cái này chị mụn trứng cá này, u biếu này. Cái này cơ, cái sâm nước gừng này mới nhỏ hơn mấy xíu. Mua của thầy. Mình cứ chà như thế này khoảng 4 phút. Đến lúc mà mặt nó nóng lên đỏ lên thì thôi. Ai mà bụng béo thì cứ tốt nhất là làm nhiều quanh cái miệng này. Thế là bụng béo làm miệng là lại xuống bụng à chị? Đúng rồi, phản đối, phản chiếu. Thế không phải đi tập nữa mà chỉ cần... Như nhiều người làm ở trên mạng có người chia sẻ nhỉ? Bạn Hồng Anh thì là bạn đi làm nhưng mà sau một liệu trình là giảm được 1 phân. Còn có một cô thì cô giảm là 3 ngày cô giảm được 6 phân rồi. Lăn phải lăn vật. Lăn ghề con lăn to rồi. Lăn nhiều à? Cái này là vừa giảm béo này, vừa là da mặt nó sáng hơn này, thứ hai là nám cũng bớt nữa. Cái mình làm cái này xong rồi là mình dùng cái đầu đồng này làm mát đi. Đang ngồi đếm like rồi cho thầy. Bao nhiêu like? Có mấy quả tim thả đi. Đang kia là rút rồi. Thầy chỉ tiếp kiểu live stream ấy, chỉ tiếp thôi nè. Là group hay là cá nhân? Chắc là group, không biết là group nào group. Mình cứ làm khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi. Đã chưa làm được. Bình thường thì em hay dùng cả cái này nữa. Cái này em dùng massage cho mắt. Đúng rồi, cái đấy mình có. Chị có rồi. Chị mua từ lâu rồi. Cái này mà ai mà bị cận thị thì phải có cái này. Cái này cận thị. Cái này thì lăn ở dưới này thì lăn đi lăn lại được, cái này mình nhẹ nhàng. Tại vì nếu như mình thì trước đây không mời thêm đến. Cái đấy gọi là gì? 5 đồng xử lạc. 5 đồng trong sách cái gói. Cái này có tên của chị Tiết. Vừa làm đẹp vừa chữa bệnh. Có một cái mà em vừa mới chia sẻ là cái này cực kỳ tốt, bởi vì hôm trước là nhà em có việc, thế là cháu nó uống rượu và nó dị ứng. Nếu như mà không có cái này chắc là hôm đấy là không biết làm cái nào. Tại vì là nó bị dị ứng mà nó muốn rực hết cả người lên. Em chỉ dùng mỗi cái này mà lăn thôi, lăn vùng gan này, gan trên trán, gan vào bàn tay, lòng bàn chân. Nó hết nóng rồi thì lại nhúng vào đá lăn tiếp.
Lát sau thì ấn thêm một cái huyệt ở trên mang tai là huyệt dị ứng á, và làm thêm cái bộ là tiêu viêm giải độc. Ấn xong là cháu nó hết đỏ và hết ngứa. Nó bảo là gì ấn xong là cháu nhẹ hết cả người rồi, thế nên không bị dị ứng rượu nữa. Cái đấy xong là làm thêm cái này. Cái này thì nó có tác dụng là cái này là cái bay ạ, cái này là săn chắc da bị lỗ chân lông to thì nó sẽ xe thích lại. Cái này mình dùng cả trên mặt được và cả lòng bàn tay lòng chân, mình xoa để nó đóng lên ạ. Một bộ tun nữa kìa. Và 130 món này. Là bao nhiêu tiền? Ăn bao nhiêu phút ạ? 5 triệu không mấy? Chỉ có cái bàn cái đầu này là mình mất khoảng 4 phút để nó đóng lên. Còn cái này mình phút được phút rưỡi. Cái nào bét nhất cũng phải 140 một cái. Tại vì cũng không mất nhiều thời gian của mình nữa. 20 triệu. Cái dầu dừa thì nó sẽ làm cho mình trơn hơn, nó dễ xoay hơn. Em chỉ làm có một cái này thôi mà mặt của cái bát ở gần chỗ em làm ấy, 3 ngày mặt đã sáng lên, nám giảm dần. 3 ngày. Mắt thì sao? Thâm thì hơn. Hơn ngại thì... Như bạn gì nhỉ? Bạn Cúc ở kia kìa. Bạn Cúc mắt rất thâm. Nhưng mà bây giờ sau một khóa học là bạn ấy giảm rất là nhiều rồi. Cái này nên chụp trước và sau khi làm. Cái này thì mình dùng dầu dừa thì mình phải lau luôn, hoặc là da nhờ mình lau luôn. Còn nó dầu dừa nó hỏi thì có thể để mấy tiếng, nó có tác dụng chống nắng luôn. Không, mình sẽ vừa ra đường nữa bắt nắng luôn ạ. Cái này là cái tác dụng chống nắng luôn ạ. Bây giờ ngày trước là em không dùng cả kem chống nắng, hiện tại bây giờ là em không dùng kem chống nắng nữa. Sáng nay em chưa kịp làm gì cả, chống nắng mộc chỉ lấy son nữa. Nếu như mà ai có mụn trứng cá thì mua thêm cái này. Cái lăn mụn. Cái lăn mụn này là tác dụng vừa lăn mụn và cũng nếu như mà năm thường xuyên như thế này thì nó cũng giảm cân ạ. Nếu như mà mình già mình rảnh rỗi thì cũng lau quẹ lăn quanh mặt. Bạn bảo chị Thu cứ kiên trì làm dùng mặt trải tiên và cái bình thường thì em mua cho bạn một cái này và một cái bàn trải tiên, chỉ có hai cái dụng cụ này thôi ạ. Thì bạn không có cái này thì bạn cứ dùng cái đầu bé này, bạn ra bạn thích cái bé này hơn, cứ tùy mình thôi, mình thích cái gì mình làm cái đấy. Em lắp cái này cũng được, cái này thay cái này cũng được, đỡ đau hơn. Nhưng mà cái này thì nó có tác dụng giảm béo nhiều hơn. Sau đó thì đây là xong cái quy trình làm trên mặt. Còn làm trên đầu bến trước tay thì là mình sẽ lăn cái bắp tay này. Thì nó giống cái đầu, lăn cái bắp tay này. Là cái bụng của mình ạ. Cái bên này là lăn bắp chân, lăn bụng. Bụng thì em dùng cái này
xong cuối cùng em được cái này. Nhưng mà em ít làm, ít thời gian làm, chỉ làm cho mọi người thôi. Nhưng mà tạo giúp thôi, không có tiết tiền gì cả đâu ạ. À, bạn Ngọc Anh, bạn đi dùng cái quẹt đấy, cái quẹt, quẹt dài. Nhưng mà bởi vì em tận dụng cái này em mua để em đang chữa cho một bác bị liệt, thì em mua cái này để bạn ấy giãn cơ, giãn đấy, thì em dùng cái này luôn. Thế là thế là xong cái quy trình. Các bác thấy mặt của chị có sáng hơn không ạ? Sáng hơn. Còn lúc nãy em thấy thầy có dạy cái gì mà múa hoa à, cho chị mượn cái búa nhỏ. Cái búa nhỏ này hôm trước thì em có chữa bác gái của bác bị liệt, bác bị ho, thì em nhớ ra là có bạn chia sẻ là dùng cái này để gõ có một chỗ này ho đấy, ho luôn này, có hai bên. Cái đầu gõ cái phần dưới tay để cùng quanh cái huyệt mà 275 với cả 14 này, gõ một lúc thôi là nó sẽ đỡ ho. Và cái thứ hai là em có cái chia sẻ là bạn nào mà có con nhỏ á, nó không ho được ngải cứu thì mình dùng cái máy sấy sẽ nóng cái bàn chân lên. Và em thử nghiệm của em thì là hôm qua em ho rất là nhiều, sáng nay cũng ho. Nhưng mà vì cho mượn cái này rồi, không có cái này để gõ. Em dùng cái máy sấy tóc, sấy trực tiếp vào lỗ tai. Tất nhiên là nó sẽ rất nóng. Nó nóng lắm, nó hút nóng. Nó hút như máy sấy tóc mà. Mình không, tại vì trẻ con thì nó sẽ không thể chịu được cái ngải cứu nó sẽ tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà vì trẻ con thì sẽ không chịu được cái ngải cứu đấy, thì mình sẽ dùng cái máy sấy tóc để cái chế độ nóng ấm sấy quanh với cái lỗ tai này, cái vùng tai của mình này, ho là bớt. Đúng rồi, mình để cái chế độ ốm nhỡ thôi, cái chế độ không phải là cái chỗ nóng hẳn, cái chỗ vừa thôi. Mình sấy trực tiếp vào. Con gái em qua nó cũng ho và em chỉ sấy một cái sấy tóc thôi là nó mới ho và đỡ đau cổ họng. Đúng rồi, thổi hẳn ra người ta. Em không biết tại sao thầy ạ, nhưng mà tí nữa thầy giải thích. Em chỉ thấy là tại vì hôm nay em hội đầu xong rồi em bị ho quá, em không biết là cái này sấy tóc thôi à. Em cứ thẳng cái lỗ tai em sấy. Và sáng nay là hoàn toàn không bị ho, sáng nay chỉ hơi một tí thôi thì sấy tiếp, và bây giờ là không bị ho một tí nào luôn. Cái đấy hiệu quả quá cơ, thế em phải chia sẻ luôn. Em thì em có một cái bệnh là em ở Hà Nội lâu khoảng một tháng là em sẽ bị ho. Em ra khỏi Hà Nội xong em quay lại. Cái đấy gọi là gì ở Hà Nội? Chắc là do không khí ở Hà Nội ô nhiễm quá. Em ở Hà Nội lâu là em sẽ bị ho, bị hẹp mũi, kiểu có bụi nó vướng vào mũi. Nhưng mà em chỉ cần ra Hà Nội một ngày quay quay lại. Còn cái bộ huyệt mà giảm béo, bộ huyệt giảm béo của bạn Hoàng Anh, mọi người có cần chia sẻ không? Đỡ mất tiền mà chồng. Trước tiên thì mình làm cái sáu không bạch huyết, sáu không huyết mọi người có biết chưa? Chưa. Thế em làm luôn nhé. Phải lắm. Thế mỏi tay quá thầy ạ. Đây là hai. Trong sách có hết rồi ạ, trong giáo trình có đấy ạ. Lớp qua sau là bấm huyệt à? À ba, em đặt huyệt thôi nhé, có cần đặt không ạ? Ba. Bạn Ngọc Anh bạn nên dùng cái thủ thuật đó là ấn nhún á, 1 2 3 1 2 3 3 6 1.
chú không cần nghe rồi. Đang làm béo à? Làm béo luôn. Sao lại đưa em vừa làm quá không quên được. Để em ra 5 ký đã.